Ủa bà sao bữa không thấy bà bệnh mà sao bữa nay bà tươi gói bà? Thì cũng hơi trai vô vậy con. Hả? Bà nói vậy? À không, tại ông thầy Lan này ông chữa bệnh hay nè, ông chữa hay thiệt luôn á. Đang bệnh đang mệt cái ông chữa cái bắt đầu ha là khỏe liền luôn vậy đó. Ừ, bà nói đúng mà. Con đi chợ xuống trên đó thấy bà ổng người ta lại chữa ông quá trời luôn, mấy bà hội đồng xóm trên cái chiều bữa nào cũng bu qua ổng rồi chữa bệnh này kia mà bà chữa ông chữa sao mà người nào nấy mặt tươi rói đi ra bài vô vui vẻ lắm kìa. Là sao hiểu như là ổng chữa bệnh á hay quá, mấy bà hội đồng ở xóm trên đi quá trời luôn đi chữa bệnh với bài á mà người nào cái mặt tươi rói luôn đẹp hơn nữa. Là có nghĩa là mấy mẹ hội đồng đó đúng rồi qua ổng chữa bệnh đúng rồi có giống như em bài á rồi chữa xong cái mặt tươi rói luôn. Đúng rồi, cũng hết bệnh như bà vậy mà vui ông đó hay quá trời luôn. Hội đồng đó sao ông nói tao không ông bảo mình ơn mà ta hả bà đó sao hả ấy ra tự nhiên như nhức đầu á. Ủa bà bị sao ạ? Thôi ông được không ổn không ổn con đi qua ông mời ông về đi. Dạ 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 bà coi ngồi này chút đi qua kêu ông Điền ha. Rồi bà ngồi đợi một chút nha. Đi lẹ con ơi. Cái ông này nó dữ lắm rồi ha. Ngoài tôi ra ha, mà dám đi ăn díu với mấy con mẹ hội đồng đó ha. Bà có chỗ này không? Bà có đang nhức đầu rồi, không coi nhanh nhanh giùm. Bà ơi, thầy tới rồi. Bà không ông coi giùm bà con. Con làm sao bà? Con đi ra làm sao phụ đi con. Dạ, con đưa quạt cho bà tự quạt được. Gấp quá hối tôi qua đây nhanh vậy. Trời là bữa nay giận thờ với bà. Giống gì? Ủa nghe nói chữa bệnh cho mấy bà hội đồng ở xóm trên xóm dưới nữa tươi rối rối mà. Thì tôi là thầy Lan gì bây giờ người ta bệnh gì phải mời tôi đi tôi phải đi chữa cho người ta thôi chứ sao vậy? Chữa cái gì mà mới sáng tới chiều hết bệnh nhanh vậy? Cái bệnh của người ta em an ương gì đó sao mà biết được. An ương gì? Trời ơi, thân phận cũng hội đồng, bà hội đồng mà chồng mới chết rồi hả đi khám bệnh biết rồi sao dám chửi mình vậy? Mệt quá bởi vì đâu có thời gian đâu mà qua thăm khám bệnh cho tôi. Ôi đừng giận hờn nữa, bệnh gì để cho tôi trị nè. Thì thì giờ nhức đầu chóng mặt như mọi khi thôi. Với lại cũng muốn đi coi hát mà đi mình ơn không có đành đọ không đi. Thì không có gì chiều tôi dắt bà đi coi hát nhà có mấy cái nghệ sĩ gì về hát hay lắm. Nhưng mà giờ đang bệnh về rồi sao mà chiều nay khỏe rồi đi thì không có gì tôi trị cho là hết bệnh rồi chiều nay đi. Anh nhìn ta dữ vậy. Đấy, giờ đi trị bệnh cho nào. Cái sức cũng già lắm cộng rồi mà cũng ham chữa bệnh với người ta lắm. Ủa? Bà nói đi chữa bệnh mà đi đâu ra tới ngoài này dưới vậy bà? Thì ở trong nhà hầm quá nóng quá. Với lại có mấy đứa con nó về ở trong đó rồi lỡ làm phiền nó là sao cho nên thôi đi ra ngoài này cho nó mát mẻ. Mình lâu lâu mình đổi gió đổi trời chứ ở trong trọng ru rú ở trong nhà ghiếc rồi ngọt ngạt khó chịu lắm. Ra ngoài đây nè mình hưởng gió trời nó thoải mái trong lòng mà nó không có ai làm phiền nữa. Ngoài này cho nó mau hết bệnh nữa bà. Thì đó này toàn là giường tược nhà tôi không đó. Không ấy thầy coi chỗ nào được á mình mừng chỗ đó. Tôi thấy ở kia im quá kìa bà im giờ à. Mình đi chỉ bệnh đi. Dạ mình đi nha. Ôi người mốt kiếm chỗ nào có im chỗ này khó mà đi đứng là khó làm ăn chết luôn. Im gì đáng ta muốn hòa nhập với thiên nhiên mà im không lẽ đem mấy tấm điểm ở đây ló mà thí dụ thầy thích mai mốt tôi đem mấy tấm điểm ở đây tôi ló nằm cho nó im xíu tôi nói bởi hỏi sao mà mấy bà hội đồng của làng trên xóm dưới đi kiếm thầy hoài
mát xa dữ không? Ừ. Tôi là thằng năng mà. Đó vậy là thừa nhận là có thiệt hả? Đâu có đâu. À, có chữa bệnh cho mấy bà đó giống vậy không? Không. Có ơn bà đó. Có không? Nghe ta nói. Tôi mà biết mà chữa bệnh cho mấy bà đó giống vậy hả? Là mấy mốt á, tôi không có kêu lên coi bệnh cho tôi nữa đâu. Coi bệnh cho tôi đó. Trời ơi, có thầy nào mà sửa mát tay bằng tôi? Gì mát tay? Thiếu gì? Trời, tôi nói làng trên xóm dưới biết bao nhiêu là thầy lang. Người ta hả? Gọi là lực lượng cũng có hả? Đẹp trai ngời ngời. Tại tôi ưng thầy, thầy mát tay. Chứ thôi hả? Biết bao nhiêu người mà người ta ưng tôi đó. Thì bởi vậy, bà kêu gia nhân kêu tôi là tôi có mặt liền, thấy không? Bây giờ sao? Bây giờ mình đi vô trong đi. 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 Đi.